Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với No Strike. Hôm nay sẽ là hướng dẫn chơi Elden Ring tập 27 nha. Rồi, trong tập trước thì chúng ta đã hoàn thành toàn bộ những cái thứ cần thiết ở vùng ngoài của núi Kelmir. Thì tập này mình sẽ tập trung là đi ở Volcano Manor, tức là đi vào sâu ở bên trong tư dinh trong núi lửa này để khám phá những cái bí mật ẩn giấu trong này nhá. Rồi thì trước khi mà đi tiếp thì anh em hãy mình đang đứng ở trong trước chỗ Lady Thanis này. Thì tập trước đã nhặt được một item là một tên là Prelate cái gì đấy để phát ra âm thanh ấy, You Are Beautiful ấy. Yeah. Thì chúng ta đã gọi là có thể tiếp tục được quest line của Bốc, của Bốc ở đây này, The Sim Sister ở đây. Thì các bạn hãy quay trở lại đây. Ở đây quest line của Bốc sẽ dẫn tới hai ending của riêng Bốc thôi nhá. Trong đó có một ending nếu các bạn đưa con Lavatia cho Bốc thì Bốc sẽ đi gọi là chuyển sinh, và sau đó chúng ta sẽ gặp lại Bốc trở thành một hình dạng con người, nhưng mà Bốc không thể nói chuyện được nữa, sau đó thì Bốc sẽ chết. Nếu các bạn muốn giữ mạng cho Bốc đấy thì các bạn hãy làm theo cách này nhá. Các bạn hãy tới nói chuyện với Bốc đấy, thì cứ nói hết mấy cái thoại nhá, nói hết mấy cái thoại cũ đi, thoại cũ đây trước mình chưa làm đấy. Nên nói chuyện là don't tell me. Rồi ở đây các bạn dùng cái món item là You Are Beautiful. Đây, lựa chọn là I heard a voice. Đấy, thì Bốc khi mà nghe tiếng đấy thì Bốc lại nhớ về là đây là cái lời nói ngày xưa mẹ Bốc hay nói với anh ta. Và anh ta sẽ quyết định suốt đời là phụng sự trung thành cho chúng ta. Đấy, that's right. Đấy, thì hẳn nên là đấy, thì đoạn tiếp theo thì nếu đoạn này nếu mà các bạn mua được những cái món item là áo giáp của những á thần ấy ở chỗ hội bàn tròn và quay trở về đây bắt đầu Anto Garmin, tức là tùy chỉnh cái trang phục đấy, và Bốc sẽ hiện ra một cái hội thoại là hỏi về là ở học viện Raya Lucaria sẽ có cái khả năng là chuyển sinh đấy, thì Bốc mong muốn sang đấy. Thì nếu anh em chọn thì anh em phải mất một Lavatia để cho Bốc, nhưng mà nếu đi theo đường đấy Bốc sẽ chết nha anh em. Thì để đảm bảo sau này cái video hướng dẫn này nó sẽ không bị hỏng, bởi vì mình không chắc là sau này quest line của Bốc còn được update thêm hay không, thì mình nghĩ là sau này sang DLC thì quest line của Bốc sẽ được update tiếp, thì có thể sau đến đoạn đó thì mình sẽ tiếp tục làm quest line của Bốc tiếp được đấy, cho nên mình không muốn là làm cho Bốc bị chết ở giai đoạn tiếp theo, cho nên anh em hãy làm theo cách này của mình nhá. Đấy thôi, ok, đấy là xong quest line của Bốc nhá, hiện tại là xong cứng lên quest line của Bốc rồi. Bây giờ các bạn hãy quay trở về Volcano Manor, núi lửa này. Thì ở trên này, đây. Các bạn đi lên trên này trước. Trên này sẽ có một cái NPC nó invade chúng ta. Chưa bú được nhỏ lên trên này đó. Các bạn đi dịch ra đây. Đây, bú phí xích sẵn vào nhá. Bú biết các thứ vào luôn. Con này khi đánh xong nó thì ta sẽ được một cái weapon là Giza Will, một món vũ khí chơi strength mà lại có khả năng gây bloodlust rất lợi hại anh em ạ. Đây chúng là một trong những weapon là thuộc dạng top nhá, top weapon Inquisitor Kija này. Đấy, cái chiêu của nó weapon nào nó đẩy xuống nó gây bleed rất là nhanh anh em. Rồi đấy là Giza Will. Rồi thì đoạn này mình sẽ đi tẩy điểm để chơi strength, coi như là giới thiệu cho anh em một kiểu chơi strength nhá. Thì bởi vì nhiều bạn cũng có ý kiến với mình là thay đổi cái lối chơi qua strength để cho anh em là có cái góc nhìn nó toàn diện hơn về game nhá. Đây thì mình sẽ trở về Raya Lucaria để tẩy điểm. Thì mình sẽ skip cái đoạn mà cộng điểm các thứ rồi đeo talisman, sau đó mình sẽ phân tích cho anh em sau. Phân tích sẽ là tại sao lại tẩy điểm và sử dụng những món vũ khí này nha anh em. Các bạn trở về chỗ Raya Lucaria, chỗ Fumo Queen Venala này. Đây thì sau khi mà mình tẩy điểm đó, thì đây chính là cái lối build gọi là strength mà cho các bạn. Thì hiện tại tại vì level của mình mới có là 111 thôi anh em ạ, 111. Và ủa sao lên 70 strength ta? Hình như mình cộng quá đà anh ạ. Rune Arc 60. Rune Arc thì lên 5 điểm đúng không? Mình còn bóp Rune Arc này. Đây thì mình đã kiểm tra lại,
quên lúc nãy mình uống uống bình physics thì nó tăng thêm 10 điểm strength nha nha. Bình physics mà chả, tí nữa từ từ đã để mình review lại cái tổng quan cách build kiểu này nhá. Đầu tiên là vũ khí thì các bạn dùng cây này, Giant Crusher. Anh em còn nhớ cái tập ở Atlas Plateau không? Nó nằm ở đây nhá. Các bạn đến đây, đây các bạn đến đây. Ở đây có một cái dương khu vực này này. Có một cái dương ở một cái xe hàng caravan ấy. Các bạn đến đấy, các bạn mở ra thì sẽ lấy cái này. Đó, thì cây này là cây vũ khí dạng thường. Nên là hiện tại đá dạng thường chỉ đủ để nâng lên cộng 18 thôi. Nên là mình chỉ lên được cộng 18 nhá. Và As of War thì mình dùng cái Lion Claw. Lion Claw là cái này này. Nó giống kiểu Atroyat đấy nhá. Đấy. Đó, đây là một vũ khí mà sau bản patch 1.4 nó tăng tốc độ cắt chiêu rất nhanh. Và khả năng phá point của địch ấy, làm cho kẻ địch bị choáng rất nhanh luôn. Sát thương nó gây ra cũng lớn, vừa nhanh vừa lớn. Và đặc biệt là cái này nhìn ngầu. Đó. Thì mình dùng As of War là Lion Claw, anh em có thể thay thế nó bằng một cái As of War khác là cái này để tăng thêm sát thương nhá cho đòn đánh kế tiếp. Nó tăng lên 80-100% sát thương cho đòn đánh kế tiếp. Là cái Royal Knight Zero Resolve Resolve mà mình đã nhắc đến ở trong tập 5 lúc nhặt cây vũ khí của Wood ấy, cây Great Sword ở bên sa mạc anh em ạ. Mình đã nhắc đến cái As of War này trong tập 5 ấy nhá. Thì đến tập nhặt đồ bên núi lửa ấy, thì là mình đã nhặt được cái này rồi. Trong trường hợp mà các bạn chưa thể sang làm theo cái tập mà nhặt đồ nâng cấp sức mạnh ở tập 11 đến 12 ấy, để lấy cái As of War này thì tập ở cái tập này mình sẽ lấy luôn cho các bạn nhá. Nếu các bạn chưa có cái này các bạn hãy dùng Lion Claw. Còn lại tùy anh em nhá, mình khuyến khích em nên dùng là cây búa này thì nó phù hợp với kiểu Lion Claw và cái Rock of the Mist này. Cái này thì khi bạn bị trúng đòn bạn sử dụng ấy, thì nhân vật sẽ cúi xuống và nó sẽ có một khoảng iframe mà kẻ thù đánh tới thì các bạn sẽ được bay lên phía trên và bổ xuống. Cái này thì sẽ phù hợp, rất phù hợp cho những vũ khí dạng nặng như kiểu Strength của này. Bởi vì khi các bạn được bay lên, bạn bổ xuống thì bạn sẽ được coi như bonus thêm một đòn jump attack bổ xuống này. Đó, thì rất là ngon. Tức là mình vừa né đòn không mất máu và mình có thể trả đòn bằng một đòn jump attack. Vừa gây sát thương lớn, vừa có khả năng phá point kẻ địch rất nhanh nhá. Đấy, thì mình, đấy là kiểu dùng As of War. Còn cây vũ khí tay trái, các anh em cứ dùng cho mình cây Blood Fuji Katana. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn dùng cái Seppuku này, nó tăng attack nhá. Tăng attack cho tăng cái chỉ số attack cho tổng quan cho nhân vật lên rất cao luôn anh em ạ. Và giáp thì tùy anh em, bởi vì là ở đây mình level có 110 nên mình chưa đủ điểm để mình cộng vào các cái endurance để nó nâng cao để mặc nhiều giáp ngon hơn ấy. Thì hiện tại mình mặc tạm mình mặc mỗi cái giáp này để lấy point đây. Còn anh em là muốn chơi kiểu như heavy load, giáp nặng luôn ấy, thì các bạn hãy dùng những cái bộ đây, mấy bộ này bộ Lionel Armor. Và tới đây khi chúng ta làm quest line của Patchit, chúng ta sẽ lấy được một bộ giáp gọi là rất phù hợp để cho lối chơi kiểu này. Tức là bộ giáp đấy, bộ giáp có chỉ số cao nhất game, giáp nặng ngon nhất game nha anh em. Giáp nặng có point cao nhất game và các chỉ số đề kháng cũng rất cao. Tuy nhiên là bộ rất nặng, anh em xác định chơi theo kiểu mà vừa dùng khiên vừa đóng khiên vừa dùng vũ khí nặng ấy, thì hãy chơi được của heavy load. Bởi vì heavy load thì các bạn là cũng không quan tâm đến việc né, các bạn chỉ tập trung vào dùng khiên để đỡ đòn thôi. Khiên ở đây các bạn hai lựa chọn nhá. Một là các bạn muốn giữ cái equip load của mình ở dạng medium để nhảy nhảy đây, ví dụ cái này, để lộn nó thoải mái, thì các bạn dùng những cái khiên nào sao cho vừa đủ nó equip load ở medium thôi. Đấy, còn các bạn thích chơi kiểu khiên nặng phải không, đóng cái này vào cho mình. Đây là một cái khiên có chỉ số kháng sát thương các loại, đặc biệt là kháng sát thương vật lý cao nhất game. Xin lỗi anh em. Đặc biệt là sau khi các bạn gắn cái barricade vào nữa, thì cái này nó gắn boost 81, các bạn gắn As of War barricade thì nó sẽ búp cái màu trắng khiên bảo vệ lên cái khiên này, thì lúc đấy là gắn boost các bạn lên 100. Boss hoặc quái đánh vào bạn sẽ không bị tốn một tí thể lực nào luôn, các bạn cứ đứng và giữ nút đỡ thôi. Hoặc là anh em nào mà tăng đủ điểm INT, tăng đủ 12 điểm thì phải INT, các bạn dùng cái búp phép thuật ấy, búp Seal Armadon ấy, thì toàn bộ khiên mình sẽ được bao phủ phép thuật màu xanh. Thì cái búp đấy thời gian sẽ lâu hơn nhá, lâu hơn cái As of War barricade thì như có 6-8 giây thôi, còn cái búp đấy nó khoảng độ là gần 1 phút. Đấy, khoảng 1 phút tầm đấy, thì là trong khoảng đấy là các bạn cứ vừa đi vừa giữ khiên này, thì gần như là các bạn không bị dính một tí sát thương, không bị trừ thể lực luôn đấy. Ngoại trừ là nếu mà mục tiêu sử dụng cái sát thương dạng sát thương hệ thì chúng ta sẽ bị, bởi vì cái khiên này không kháng 100% sát thương hệ, nó kháng kiểu physical 100 thôi, magic nó kháng 77, fire 81. Khi bạn búp lên thì các bạn kháng magic cũng lên rất cao nha anh em. Đấy, thì vừa tăng guard boost vừa tăng kháng magic, và các bạn nâng cấp cái khiên này thì nó còn lên tiếp tục guard boost nữa. Guard boost càng cao thì cái lượng tiêu thụ thể lực khi mà mình đỡ đòn nó càng ít đi nhá. Đó, ở đây mình muốn chơi kiểu vừa đánh vừa roll phải không? Thì mình chỉ lấy những khiên nào vừa tầm thôi, chỉ cần nó physical 100 thôi. Đó thì đối với khiên. Còn đối với cái finger seal này, các bạn dùng bất cứ cái nào cũng được. Dùng cái nào cũng được. Cái này mình không nâng cấp.
cái này mình chỉ dùng để búp cái phép thôi, búp phép hai phép mình muốn búp đó là phép đây, phép này là phép Flame Grand Strength và phép Bloody Flame Blade, nó sẽ búp cho toàn bộ vũ khí vừa sát thương lửa vừa vừa blood đấy, thì tăng đam tay chúng ta lên 300 837 này. Rồi nếu mà các bạn tiếp tục kết hợp với cái này nữa, Art of Seppuku nữa, cắm vào 1150. Ok chưa? Đó. Thì lý do tại sao nó lại như vậy, bởi vì là mình vẫn đeo cái mũ White Mask và cái talisman này, khi mà nó sẽ tăng chỉ số attack khi mà xung quanh mình ấy, mục tiêu hoặc là mục tiêu bị dính blitz hoặc mình bị dính blitz nha anh em. Đó, thì mình sẽ đeo cái này. Mình đeo cái mũ này và cái này. Còn ba slot còn lại anh em tùy anh em đeo nha, giáp nha. Giáp này các bạn tốt nhất đeo giáp nặng. Còn anh em muốn, nếu mà bằng level như mình thì anh em nên đeo những bộ nào nó vừa với tầm nó để mà nhân vật có thể lăn lộn thoải mái. Đó, thì tại vì mình build strength nhưng mà level của mình nó có 110 ấy. Mà mình còn chơi cây này cần tận 60 strength này. Đấy. Nếu các bạn chơi những vũ khí nào như kiểu cây Prelate Infernal Crozier, cái này cần 45 strength thôi, thì các bạn có thể bỏ bớt 45 strength qua để đầu tư sang những chỉ số khác, nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu như anh em lên level cao tầm 150-160 thì các bạn không phải nghĩ đâu các bạn. Lúc đấy các bạn thoải mái điểm Endurance ấy, thì giáp giết các bạn mặc sẽ thoải mái hơn. Đó, đấy là vấn đề giáp. Còn tiếp theo là vấn đề Talisman. Thì anh em, đây là cái Talisman Radagon Soul, cái Talisman cần thiết nhất, bởi vì nó cho chúng ta free 20 level và nó cộng toàn vào chỉ số cần thiết cho anh em chơi theo đường vật lý thôi. Cái này phải đeo nhé. Thứ hai, các bạn thiếu điểm Endurance, các bạn hãy đeo cái Great Arsenal này cho mình. Đó, nó tăng rất nhiều nhá. Ví dụ mình không đeo là 84 phải không? Đeo vào nó mét lốt lên 100 luôn. Đó, bởi vì Endurance mình có 35 điểm hiện tại này. Còn cái Lord of Blood này, các bạn vẫn đeo vào để tăng cái chỉ số đam tay, sát thương đam tay là AR ấy, tăng AR. Khi mà bạn bị mất máu, bạn dùng Seppuku, bạn tự chọc của mình ấy, dùng để bớt đam nhá và tăng sát thương trong một khoảng thời gian. Còn cái thứ tư này thì các bạn có thay đổi hai loại Talisman, là Talisman trong attack. Tức là chơi khi chơi strength thì các bạn sẽ trong attack, tận dụng trong attack rất nhiều, bởi vì trong attack của strength sát thương rất lớn nha anh em. Sát thương rất lớn. Jump, đặc biệt là trong heavy attack này. Đó. Thì là các bạn hãy dùng jump attack. Còn nếu mà các bạn mà chơi theo kiểu là ít jump attack mà các bạn muốn bớt đam ngay từ đầu ấy, hãy đeo cái talisman này cho mình. Đây này. Đấu nhở. Ủa Kita. Đây này, cái Rito Sword talisman này nó sẽ tăng thêm attack power khi mà đầy máu nha anh em. Đấy, các bạn đeo này, các bạn hồi đầy máu thì nó sẽ tăng attack. Rồi, ok, thì đấy là một số tổng quan chung, một số tổng quan về kiểu build strength kiểu này nhá. Đấy, thì anh em hãy nghiên cứu kỹ đoạn này cho mình. Thì ở đây thì mình muốn jump attack nhiều nên mình sẽ đeo con này để jump attack. Đấy, vừa tận dụng jump attack. Anh em có thể chơi power stand hai con này cũng được, nhưng mà nếu muốn chơi power stand các bạn phải level rất cao, bởi vì cầm hai cái này nó rất nặng anh em ạ. Cầm rất nặng, ví dụ các bạn cầm thêm một cây búa cùng loại đấy. Và sau khi lên New Game Cộng, hoặc là các bạn có bạn bè ném trong cây Heaven Giant Crusher này, Heavy Giant Crusher này, thì mình, các bạn build chuẩn thì một lần giao attack của bạn nó có thể lên tới gần 6.000 sát thương nhá. Đấy, đối với loại boss, còn đối với quái yếu với kiểu sát thương dạng stride đập này nó còn lên đến 8-10.000 cơ anh em ạ. Một lần giao attack thôi nhá. Đấy, thì đấy là kiểu build bất đam, kiểu build này của mình thì để nó cơ động hơn trong lúc chiến đấu và phá point nhanh hơn thôi. Ok, thì cái này thì cơ bản nó như vậy thôi anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn khu vực núi lửa Volcano Manor này. Ở đây thì đúng talisman, đúng mệnh máu thì bình physics đây. Bình physics thì các bạn dùng cái strength knot cho mình nhá. Strength knot tăng attack, tăng strength, và cái leaden heart tier kia nó sẽ tăng poi cho chúng ta. Tăng poi cho nhân vật ấy, bây giờ các bạn bú lên xem. Ở đây không bú được, ở đây không bú được. Thì nhân vật nó sẽ có cái điểm poi nó lên rất là tốt. Tại sao phải tăng poi thì mình sẽ giải thích ngay. Viện poi mình đang là 40 đúng không? Poi mình đang 40. Lên đây bú. Cái này vừa tăng strength vừa tăng poi. Đó, poi bây giờ mình xem nào. Cái này nó không hiện thông số đây anh em ạ, nhưng mà nó tăng poi cho nhân vật rất tốt. Poi là gì? Poi là thế thăng bằng. Bởi vì khi chơi strength thì đòn nhân vật ra đòn sẽ chậm. Trong lúc ra đòn có thể bạn sẽ bị ngắt chiêu. Nếu poi bạn quá thấp, poi bạn cao ấy, thì bạn sẽ không ngắt chiêu mà bạn bị dính đòn, bạn miễn là còn máu bạn vẫn tiếp tục ra đòn tiếp, thì mình có thể trả đòn đối thủ. Cái này gọi là chuyết đam đấy. Thì chơi strength cần nhất là poi anh em hiểu không? Ok, thế thôi. Rồi bây giờ là đi xuống thế này, các bạn hãy nói chuyện với ở công nương Thanit nhá, Lady Thanit, để mình ngồi và để hồi lại mấy cái thứ cần thiết đó.
Đấy thì kiểu build này thực sự mà nói thì đây là thanh này mình theo mình đánh giá đây là thanh của top của game. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn các thanh khác như thanh Gridstar. Đây, thanh này gây chảy máu và đây là một thanh dạng vũ khí cũng dạng strike cũng rất ngon nhá, rất ngon và nó gắn Asvua, nó kết hợp với rất nhiều Asvua là gọi là imba của game. Thanh Prelate Infernal Crusher cũng là một thanh chơi rất vui. Đấy, và sát thương cũng tầm cao. Tuy nhiên thì theo mình đánh giá thì cái này chơi chủ yếu là ăn ở cái Asvua của nó là ủi ủi lên tung mục tiêu rồi hất tung thôi. Còn cái này thuần về sát thương rất mạnh, cái này cái Giant Crusher này. Hoặc là đây cái này mình vừa nhặt được Giza Will đây. Cái này chơi rất kinh tế mà có khả năng gây blood loss anh em. Weapon nó cứ đẩy 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 nó sẽ xoay này. Nó stack loot rất nhanh. Đấy. Thì ở đây mình thích chơi cây kiểu cục xúc cây Heavy Giant Crusher. Ngoài ra còn rất nhiều vũ khí strength nữa khác nha. Ở đây thì mình thích búa thôi. Bổ búa nó vui mà. Đấy. Anh em có thể kết hợp với strength với INT nhá. Các bạn tăng đủ điểm INT để dùng cái này thôi. Đấy. Ở đây thì mình thuần strength cơ bản strength thôi để cho anh em vào biết. Bạn nói chuyện với công nương Tanit. Đấy thì trước đó thì chúng ta đã lấy chìa khóa để mở cửa đây này. Và gia nhập vào gì nhỉ? Đây, gia nhập vào Volcano Manor thì chúng ta phải thực hiện các hợp đồng của Volcano Manor. Ở đây có Raya và Bruna được chưa? Các bạn nhặt này tầm đấy trước. Một cái Recursion Finger. Và một cái Letter from Volcano Manor. Đây là cái letter thì nó là cái item để mình làm questline. Còn Recursion Finger đây. Đây thì nó khi mà chúng ta sử dụng ấy, ta có thể invest vào đến thế giới của người khác. Đấy. Đơn giản là mình đi PvP, mình invest, mình đi gọi là PK, mình thì thường khác thôi nha. Hãy nói chuyện Briar nha nha. Đây. Bla 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 bla. Nói chung là đoạn này thì rồi, các bạn nói chuyện Bernard. Mana là chính thằng War Master mà chúng ta mua mua ở đoạn đầu lên đeo ấy. Mua Asvua đoạn đầu Limgrave chứ. Đó, thì các bạn nói chuyện hết cả nói chuyện với cả Dialot đi. Dialot. Dialot thì sau khi mà được nhận được thư mời tới Volcano Manor thì anh ta đã tới đây. Anh ta muốn gia nhập Volcano Manor. Nói chung là trên Dialot thì đang trên chặng đường muốn chứng minh bản thân năng lực bản thân mình mà không vô dụng ấy. Mặc dù thì sự thực thì nó có vẻ khá là ngược đời. Đó thì trước tiên là chúng ta sẽ làm questline của Raya trước. À của Volcano Manor, questline của Tanith trước nha anh em. Đây các bạn mở cửa này ra. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái tường ẩn chỗ này. Thấy chưa? Tường ẩn này. Chúng ta sẽ mở kích hoạt điểm Lost Way gần đây trước khi mà chúng ta đi làm questline nha. Đây, demo phát không búp gì cả. Bổ phát là 1.800 rồi. Anh em mà thấy ít FP quá thì hãy level sau tăng thêm một chút FP mà dùng nhá. FP hiện tại mình có 82 điểm. Đây thì mình sẽ búp cái này đi đi tiếp theo, búp này. Búp cái này luôn. Còn lại dùng cho nó thoải mái à, hết FP đi. Cây này có khả năng phá phá point làm choáng boss rất nhanh. Ở đây thì anh em đi xong này trước, đi xuống dưới sẽ tới khu vực tiếp theo, số Lost Quay tiếp theo nhặt ra đây nhặt đồ đó. Cẩn thận ốc sên trên đầu này. Các bạn muốn tấn công chơi strength tấn công nhanh thì các bạn cần phải có thanh stamina nhiều. À tấn công nhanh thì các bạn hãy tận dụng trong attack này. Đó, thì nó tiếp cận nó tấn công rất nhanh. Nó mới cookbook cục bốc rồi. Bạn ra đây nhặt từng ẩn và mở à, nhặt item Deep Red Perfume Canan, đây là một con ấy thôi, một con Spirit Art thôi. Kệ đám này nha anh em. Đây có một cái tường ẩn anh em ạ, nhưng mà chúng ta phải gõ 50 lần. Khoảng 50 lần tùy vào sát thương vũ khí. Gõ rất nhiều thì nó mở, nhưng mà thực ra cái tường ẩn nó dẫn ra chỗ Raya được đứng thôi, không có gì đặc biệt đâu. Thì kiểu kiểu chơi này thì trước khi vào combat thì các bạn hãy sử dụng đủ loại buff là cái này trước. Yeah, cái này trước, búp đấy trước, búp cái Frame Grand Mistress rồi Blood Flame Blade để tăng khả năng bleed. Cái này hai lần weapon nạt nó bị lít rồi, mình quên. Chọc cái này trước, sau đó mới búp nha. Chọc này trước, sau đó mới búp, nhầm. Đó, thì đoạn này búp Flame Grand Mistress cũng được rồi. Cơ bản này không cần quái đâu. Nói chung là kiểu chơi này thì nó khá đơn giản. Không cầu kỳ, không mồm mè. Các bạn ra đây dùng thịt con này. Con Bloodhound đấy, bổ cái nó choáng ngã luôn này. Hai hit nó nằm luôn. Rồi à, được cái Bloodhound Claw móng vuốt của nó.
Đây, cái này các bạn ra đây mở Lost Quay thì ta sẽ đi được vào sâu bên trong Volcano Manor. Tập này mình nghĩ sẽ khá là dài đấy. Nội dung chúng ta cần làm khá nhiều việc. Rồi, bây giờ các bạn hãy mở bản đồ lên. Trở về Link Quay, thấy điểm đánh dấu trên bản đồ không? Cái bức thư đó cho chúng ta nhận được thì chúng ta phải hoàn thành hợp đồng này. Tới đây và giết cái đây là một kẻ thù của Volcano Manor mà khi mà gia nhập chúng ta phải thực hiện. Phải tới đây mới giết nó nhá. Đây anh em tới đây cho mình. Invest thì vào world của nó đấy, invest ở đây. Anh em lưu ý là khi invest thì chúng ta sẽ không được còn hiệu quả của Runark nữa đâu. Nên là nếu đoạn này các bạn dùng Runark để tăng đủ chỉ số để cho không bị heavy loot ấy, thì nó sẽ bị phản tác dụng, tức là đoạn này các bạn vẫn sẽ bị heavy loot. Đoạn này ra đây. Quay cao dùng cái chiêu này cái này. Ok, Osnai Isvan xong. Thằng này chính là thằng giúp chúng ta vào đang dần đánh mấy con á nhân đoạn đầu game ấy nhá. Anh em còn nhớ mình summon con đấy ở mấy tập đầu đấy, ở Limway ấy. Osnai Isvan. Thì sau đây thì các bạn hãy tiếp tục quay trở về đây. Ta nhận được cái set của nó nhá, skill. Đó, làm quest line của Volcano Manor sẽ cho chúng ta rất nhiều loại giáp, giáp trụ và các loại phép cần thiết. Các bạn quay trở về gặp Lady Thanis trước, công năng Thanis. Đây, nói chuyện để nhận tiếp hợp đồng tiếp theo. Thì lo về lý do tại sao chúng ta phải làm công việc này và lo về Volcano Manor một lát nữa nhé. Xong tất cả nhiệm vụ mình sẽ hướng dẫn anh em. Đó, được phép Magma Sword. Rồi, ra ngồi vào Lost Grey rồi vào trong kia. Tiếp tục quay trở lại check hội thoại của Lady Thanis. Đây vào kia để lấy bức thư tiếp theo nha. Và anh em nào thắc mắc cái giáp này đến đâu rồi, Veteran Ammo rồi, Veteran Ammo này. Thì trong tập trước mình nhận đến Soul Castle, đánh con boss trên này. Sau khi đánh xong, đây này, con boss đây này, con boss Commander Nia này. Thì các bạn quay trở về hội bàn tròn chỗ bà Enia ấy, bà mà đủ đồ boss ấy. Các bạn mua giáp ở đấy được. Rồi, các bạn tiếp nhận tiếp lá thư thứ hai. Volcano Manor, nó sẽ yêu cầu chúng ta đi đấu nhở. Mình nhớ là ở đây. Atlas Plateau đây. Được chưa? Chấm vào đây, tới đó nha. Rồi. Ấy, tay cầm. Ui. Cẩn thận nha, thằng này có khả năng gây bleed anh em. À, ta đã tốt đấy. Rồi, ngã là 4 mít nữa. Ok, easy. Lion Claw là một cái ass vua mà nó tăng poi cho nó gần như nó không thể bị ngắt khi mà sử dụng anh em. Đây một ass vua rất lợi hại mà nó còn làm gục kẻ địch nữa. Thì tạo cơ hội chúng ta bồi thêm một sát thương lần tiếp theo. Cho nên là sát thương sau khi gây ra bởi ass vua đấy thì nó không chỉ đơn thuần là sát thương độ của hit đầu đâu anh em ạ. Chúng ta nhận được cái Crapper Vial. Đây là một talisman đây. Crapper Vial. Đây. Thì nó sẽ khi đeo vào thì toàn bộ tiếng động chúng ta di chuyển nó sẽ loại bỏ tất cả tiếng động nhá, kiểu ta di chuyển không phát ra tiếng động ấy. Thì trở lại về phân tích về Client Claw thì khi bạn bổ được một hit thì bạn còn bổ thêm một đòn nữa bởi vì đối thủ động ấy gục mà. Chính vì vậy mà cái loại của Client Claw này thì là sát thương nó gây ra nó thường sẽ lớn hơn so với những gì bạn tưởng tượng đấy. Nói chuyện với công nhân tiếp theo. Đó, được cái Suspend Bond Blade. Ok, đây một thanh vũ khí của Asgore rất ngầu, một thanh katana mà mình đã nói anh em trong tập mà sang đây để lấy ấy. Đây, weapon art ở đây. Ở đây không dùng được. Như đây mình demo cho anh em. Weapon art nó kiểu chém nhìn ngầu lắm anh em ạ. Đó. Nó giống như kiểu Real Blood, thế nhưng mà nó không có đường kiếm ấy ra. Tuy nhiên thì không hiểu sao mà khi mà không có hiệu ứng Real Blood thì nhìn thế chém nhìn rất ngầu. Nhưng mà theo đánh giá này nó nằm trong những thanh katana này, mình theo đánh giá này, nó chỉ gọi là xếp ngang hàng với thanh Dragon Scale katana. À, vẫn cao hơn thanh Meteorite Ore Blade ấy. Thanh Meteoric Blade ấy, thì mình đánh giá cái rất là kém. Rồi, tiếp tục xong hợp đồng thứ hai, các bạn ngồi vào đây. Thì sau khi các bạn làm, chỉ cần là các bạn làm xong một cái ấy thôi, một cái hợp đồng, một cái nhiệm vụ quest line của
Volcano Manor thì patch sheet nó sẽ kích hoạt cái quest line của nó tiếp theo nhá. Ở đây mình làm xong cái thứ nhất, thứ hai rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm những cái thứ ba. Các bạn nhặt tiếp ở đây. Red Light đầu, tiếp tục nói chuyện dialogue này. Nói với khi lập thoại lập lại thôi nhá. Nói chung là quest line của dialogue thì mình cũng không đọc lo hay mình cũng không để ý. Không để ý thực sự là về sau này thì đến đoạn về sau thì mình sẽ nói một chút thông tin mà mình có được về về dialogue thôi anh em ạ. Ở đây các bạn là mua Ask the Boar nhá, hãy mua đi nhá. Bởi vì đây nó mua cái Ask the Gambit chẳng hạn. Một số Ask the Boar mà các bạn nên mua kích thì mình không cần. Mua Cry cái này phải mua nhá. Cái này mình đã nói trong tập mà hú lên xong rồi thay đổi cái moveset ấy. Đây mình đã có rune thì mình mua nốt đi. And deal. Rồi. Nói chuyện Raya. Raya thực chất là ấy anh em ạ, là một trong những gọi là gì nhở, serpent, man serpent, tức là nửa người nửa rắn. Đó, thì các bạn quay vào đây. Mỗi lần quay lại thì hãy nói chuyện các NPC nhá. Đây là đường đi vào xuống cái tiếp đúng không? Mở hết cái cửa ra. Đây các bạn thấy thấy đây không? Đây chính là chỗ Raya, đây chính là thân thế thực sự của Raya. Thì lo về Raya và Volcano Manor sau khi làm xong nhiệm vụ mình sẽ kể nhá, để cho nó tránh gián đoạn. Đây mình đang làm quest line của Raya luôn đấy anh em. Đấy, thì cô ấy bị biến thành dạng serpent mà không biết. Serpent là con rắn anh em. Đây là một người, cô ấy là sản phẩm của lai giữa cấu trúc sinh học của người nhân tạo Albinaric và một cái bào thai của con rắn. Đó, thì sau khi nói chuyện với cả Raya thì không? Phải nói chuyện đến khi thoại cuối lặp lại thôi. Đó. Ngồi vào Lost Way. À, khi ra nói chuyện với Lady Thanis thì hãy hỏi về Raya nhé. Đây, hỏi về Zorajas form, tức là Zorajas là tên và dạng của dạng rắn của Raya anh em ạ. Thì thực ra là bà này không phải là mẹ đẻ của Raya, bà này chỉ là mẹ nuôi của Raya anh em ạ. Bà này nhặt được và nuôi nấng cô ta từ nhỏ mà. Nhưng mà giữa hai người họ lại nảy sinh một cái tình cảm nào đó. Là Raya luôn coi bà này là như là mẹ ruột của mình. Đấy. Và bà này thì cũng rất là quan tâm đến Raya, nhưng mà vì kiểu như sứ mệnh của mình nên là không thể hiện ra ngoài. Ở đoạn này thì sau khi các bạn quay lại sẽ thấy Raya là đã hóa thành dạng bình thường rồi. Dạng bình thường, dạng người rồi. À chưa. Ngồi vào ấy, đây chứ phải. Lâu mình làm cái line này mình quên mất. Tí nữa hãy nói cho cô ấy biết về cái dark side của Volcano Manor nhá. Thì cô sẽ biết được tất cả những cái sự thật ẩn sau, tức là cái mặt tối của tư duy núi lửa, cái mục đích thực sự của tư duy núi lửa. Đó. Rồi, các bạn hãy ngồi vào Lost Way. Mà không cần ngồi Lost Way, các bạn hãy di chuyển luôn. Bởi vì đoạn này thì là tiếp tục quest line tiếp theo của Raya. Chúng ta sẽ cần phải đến một nơi nữa. Thì sau khi mình hoàn thành xong những cái yêu cầu của Volcano Manor thì mình sẽ sang đấy nhá. Đây, anh em ạ. Mình sẽ check lại những lá thư đây. Volcano Manor. Red Ladder này. Đây, Atlas Plateau, Radu, Hile. À, mình phải lấy thêm cái bức thư nữa anh em. Quên, mình chưa lấy thư. Và lấy thư yêu cầu. Look at you. No, one easy. Mình vừa lấy rồi đúng không? Lú, quên mất rồi. Rồi, mở bản đồ lên để đi đến vị trí tiếp theo nha anh em. Đâu nhở, mình nhớ là ở Lên Đeo. Ở đây này, ở đây sẽ có quest line của Juno Hoslow này.
Và lên đeo có một dấu invest để lấy một bộ bộ gì nhờ mình quên mất. Ở cái nhà thờ này. Nhưng mà từ từ đã, để làm lên núi tuyết nha. Đây, lên núi tuyết này, chỗ này. Đây, ở chỗ này đây nha anh em. Ok, thì mình quên mất đây. Đoạn này các bạn hãy tới đây. Quay trở lại đây gặp thằng Bernard nhá, tức là sau khi anh em làm xong cái nhiệm vụ thứ hai của Vulcano Manor, đánh xong cái thằng ở Atlas Plateau ấy, thằng cầm dao, con dao nhỏ đang rơi ấy. Bạn hãy quay trở lên nói chuyện Bernard, quên quên béng mất. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một hợp đồng mới để giúp Bernard tiêu diệt một thằng nữa. Đây các bạn hãy check túi đồ cho mình, check cái gì nhỉ? Inventory chứ. Đây. Plateau Bernard này thì ta sẽ tiêu diệt một thằng là Vagram the Raging Wolf và Eran Sorcerer Wilhelm. Ở đây sẽ có hai thằng và khi invest vào war của nó thì ta sẽ có một người nữa hỗ trợ nhá, một NPC nữa hỗ trợ. Và cái Red Ladder này sẽ đưa chúng ta lên thẳng trên núi băng là đánh nhá. Juno Huslow thì đây là một trong những Ladder, người anh của ông Dialot trong kia kìa. Đó lý do tại sao khi chúng ta vừa nãy chạy qua đây thì thấy Dialot thở dài và nói về anh trai mình nhé. Anh trai ta đã đối đầu với cả Vulcano Manor rồi. Rồi sau khi nhận được cái quest các bạn hãy tới những vị trí cho mình. Đây. Nó nằm ở đây, nó nằm ở nhà thờ lên đeo đấy anh em tới đây. Đây, nó nằm ở đây, trên đây chính là hội bàn tròn đấy anh em, hội bàn tròn lên đeo. Các bạn tới đây. Các bạn invest vào vua của nó. Invest vào vua của nó. Cứ từ đoạn này từ từ nhá, đánh từng thằng một và dụ dụ từng thằng riêng ra thôi. Đây sẽ có hai con, đây là một quest quest khá là khó của đó. Búp biếc này đầy đủ lên. Rồi, hỗ trợ. Xong một thành Breaking Wolf. Giết Sorcerer Wilhelm này nữa là xong. Nó bắn 9 comet, nó bắn được chọc đít từ phía sau đấy chúng ta nhau. Đánh xoang rất tốn stamina đây anh em, hãy lưu ý là cái nhá, lưu ý là cân nhắc khi sử dụng từng chiêu tiếp theo bởi vì một lần bổ của nó tốn hao rất nhiều stamina đấy. Rồi xong quest line ta sẽ được hai set, được một set Raging Wolf, đây một set nhìn rất là đẹp và anh em nào chơi bản netbook test thì sẽ thấy đây, đây cái set này chính là set mà các bạn chơi netbook test thì cái class là Blooding Hop, Blooding Wolf đã sử dụng. Đây xem là đây, Raging Wolf. Áo nó nhảy thôi, áo nhảy đấy. Raging Wolf. Đây, full set nó đây. Đẹp trai chưa? Mình dùng thì vẫn là mét luôn luôn anh em ạ. Full cả bộ mét luốt nhưng mà thực sự thì mình đang chỉ muốn là đội mũ này vào để lấy tăng thêm sát thương tăng thêm mấy khi mà blood load thôi đúng nhỉ. Đây ngoài mask. Ok xong hợp đồng với Bana thì trước khi về Volcano Manor các bạn hãy tới đây. Đấy, chúng ta xử một thằng Hoslow. Đây là một cái thằng NPC rất khó đánh anh em ạ, hãy cẩn thận bởi vì nó dùng roi và roi thì khi các bạn roll ấy nó rất dễ là nó bắt cái điểm roll của mình. Rồi đoạn này thì từ từ chạy ra bên đấy nữa nhá. Đây anh em tới đây, tới đây. Invert Hoslow, đây là một con NPC rất là khó đánh. Nhưng mà nếu anh em về tầm cầm Real Blood thì tầm này cũng dễ, cũng không là vấn đề. Nhưng hãy cẩn thận với nó, hãy cẩn thận với nó. Thực sự là cái đòn đánh nó rất khó chịu. Đó, nó còn chào mình đàng hoàng kìa. Người xa tí nhá. Đòn đánh nó rất xa đấy nhá. Chừa lại một đường ấy cho mình, một đường hồi máu mình. Nó hết máu rồi, cái từ từ đâu. Bét nó ấy đó. Rồi, thế thôi.
hết máu rồi. Đó, khi tao uống máu thì kiểu gì nó lao tới đó, nó dùng chiêu đấy. Rồi, ăn rồi. Hơi chật vật tí, ta sẽ lấy được set của nó. Nó set của nó cũng là set rất đẹp anh em ạ. Nói chung là khi các bạn làm quest line của Volcano Manor thì các bạn sẽ lấy được rất nhiều set giáp đẹp. Thỏa mãn nhá, thỏa mãn anh em nào mà mấy tập đầu cứ hú mình đi nhặt set, nhặt đồ. Đây, nhặt được cái host low, một cái roi của nó. Và nếu như anh em chưa biết thì ở đây. Đây, trong này có một cái xác của một cái Traveling Maiden thì mình nghĩ khả năng là Oslo cũng là một Tarnis và Maiden của anh ta tới đây đã bị chết rồi. Không rõ lý do tại sao. Mình cũng chưa nghiên cứu lo về Oslo. Bạn nào biết thì hãy cho mình thêm thông tin ở dưới mục bình luận nha. Rồi bây giờ quay trở về Volcano Manor để trả quét nha. Rồi các bạn trả quét hai cái là các bạn quay trở về chỗ thằng Bernard trước. Thằng Bernard ở đây. Nói chuyện Raya xem có thoại gì mới nhá. Đấy thì tí nữa là đi đoạn tiếp theo chúng ta mới có thể tiếp tục làm quest line của Raya được. Đấy. Thì thằng Hoslo, thằng Dialot Hoslo cũng bỏ đi rồi nhá. Đó, ta sẽ được một phép là Kelmir Fury, đây là phép Magma Sorcery. Đây thì mình sẽ mua nốt đi, bởi vì sau đây sau khi hoàn thành Volcano Manor thì thanh niên này sẽ rời đi và ta sẽ làm quest line của nó, còn một giai đoạn cuối quest line của nó đến tận end game mới làm được anh em ạ. Ở đây bạn hãy gặp Lady Tanith để trả quest line. Đó thì được cái Taker Cameo đây. Ở đây anh em để ý nhá. Em chọn lựa từ từ dùng mình nhá, từ từ thôi. Đây thì bà ta sẽ bảo mình là mình sau khi mà chúng ta phụng sự cho Volcano Manor ấy, chúng ta đã lập rất nhiều công cho Volcano Manor rồi. Thì bà ta sẽ cho chúng ta một cơ hội để diện kiến Rykard, Lost of Blasphemy. Rykard ở cái trên cái ảnh như là tranh chính là Rykard thôi nha. Nhưng mà đoạn này các bạn đừng chọn cái trên, chọn cái trên sẽ đưa thẳng chúng ta đến phòng boss cuối của khu vực này luôn. Các bạn hãy chọn ở Don Cizalot. Đấy. Đấy. Bla 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 bla. Thì khi nào cần đến thì bạn nói chuyện thẳng bà ta sẽ đến thẳng chỗ Rykard. Ok, thì đến đoạn này. Chắc là các bạn cũng có nhiều thắc mắc và tò mò và khó hiểu về những cái nhiệm vụ và những cái thứ mình làm suốt từ nãy giờ đúng không? Thì bây giờ sẽ là tiết mục kẻ lo nhanh nhanh. Đây, kẻ lo ngồi xuống. Bú bình nhát tớt đi. Hãy bú bình nhát tớt và kiếm thì nhai cái chân gà hoặc là cái cổ rùa. Rồi nghe lo nha. Mình làm một nước đã. Ok, thì để mình nói luôn là núi lửa Volcano Manor, cái tự dinh núi lửa này nó nằm trong lòng núi lửa Kelmir và chủ nhân nơi đây là Rykard. Thì Rykard là con trai của Dragon và Rhaenyra và Rykard từng đảm nhận cái cương vị là pháp quan ở trong triều thì dưới chế độ nghiêm minh của giới luật vàng, tức là Golden Order ấy. Thì những cái hình phạt này là công cụ để thi hành án đối với những kẻ mà phạm tội hay là những cái kẻ mà gọi là chống đối lại Golden Order hoặc là những kẻ dị giáo đấy. Tất cả đều nằm dưới tay dưới cái quyền phán xử của Rykard nha. Thì nắm trong tay cán cân công lý của Golden Order giới luật vàng, Rykard thì rất nổi danh bởi vì rất nhiều hình phạt tra tấn hà khắc. Điều này này, sau này anh em chúng ta sẽ được nhìn thấy một phần nào thôi qua các căn phòng giam, các dụng cụ tra tấn hay là các cỗ máy Iron Virgin ấy. Iron Virgin nó giống như cỗ máy Iron Maiden ở trong thời Trung Cổ ấy. Nếu như anh em mà không biết thì Iron Maiden là những cái cỗ nó gần giống cái quan tài ấy. Của người sinh nữ và đấy nó quan tài bột sắt và nạn nhân sẽ bị nhốt vào trong đó và ghim vào cái nắp quan tài, nó sẽ ghim rất nhiều những con dao, những cái trông sắt, mũi nhọn sắt và khi đóng cửa vào nó sẽ gầm gam vào giết chết nạn nhân bên trong đó. Đó thì đấy là một số cái gọi là vấn đề mà để mà mô tả về cái mức độ tra tấn hà khắc bởi hình phạt đến từ Rykard như thế nào. Thứ hai này, Rykard thì cũng có mối liên quan đến cái âm mưu ám sát Godwin của Ranni nha anh em. Anh em đừng nghĩ là một mình Ranni là chủ mưu nhá. Rykard có liên quan đến âm mưu ám sát của Ranni. Và sau sự kiện Godwin bị sát hại thì để đề phòng trường hợp mà mọi việc bại lộ, Rykard có dính líu tới âm mưu ám sát. Và nếu mà mọi việc bại lộ thì nó sẽ rất dễ dẫn tới cái việc mà Marika sẽ thả Malekith để cho Malekith mò tới hỏi tội vì cái mảnh Rune of Death đã bị đánh cắp. Đó thì như anh em đã biết là Ranni đánh cắp Rune of Death rồi rèn ra cây Finger Slayer ở Eternal City, sau đó là trao cho những cái bọn cái nhóm sát thủ Black Knight
Và trong sự kiện là đêm của những con sao đen, tức là Night of the Black Knight, thì các nhóm sát thủ đã ám sát Godwin. Rycard có dính líu đến cái âm mưu đó, và miễn là có cái dính líu tới âm mưu đó thì nói chung là cứ dính líu liên quan là kiểu gì cũng phải chịu hình phạt, và hình phạt sẽ là rất hà khắc. Đặc biệt là Rycard lại là một pháp quan trong triều nữa, thì để đối phó cái việc mà phòng trường hợp sau này thì Rycard đã được Rani tặng cho một cái móng vuốt, nó tên là Blasphemous Claw. Đây là một cái móng vuốt này, nó có chứa sức mạnh của Rune of Death trong đó, thì đây sẽ là một món vũ khí dự phòng, thứ duy nhất có thể đối chọi lại được sức mạnh của tử thần Maliket. Đấy, bởi vì là như anh em chưa biết thì Maliket là một trong những cái Baleful Shadow mạnh nhất, là tùy tùng thân cận của nắm giữ Rune of Death, hay còn có thể gọi là tử thần. Đấy, thì không một vị á thần nào là không run sợ, không gọi là sợ hãi trước sức mạnh chết chóc của Maliket. Rồi, thì tiếp theo là trải qua một thời gian dài thì Rycard sau khi phụng sự cho Golden Order thì ông ta đã sớm đã có rất nhiều bất mãn với chế độ cai trị của Golden Order rồi. Rycard là muốn sự tự do đấy nhá. Thì đã xây dựng lên cái đại bản doanh của mình tại Tư Dinh trong lòng núi lửa Gelmir này. Và ông ta là tu luyện thuần thục cái pháp thuật Magma Sorcery. Điều này một phần nào. Ô, sao nhân vật lại tự đứng lên này. Đây, ngồi xuống, cứ từ tốn này. Thì như anh em đã biết này, cái cây Earth Tree, nó là cây, và nó có thể bị thiêu đốt. Và sau này khi anh em lên núi băng ấy, thì chúng ta sẽ có một nhiệm vụ là thiêu đốt cái Earth Tree. Đó, và mà Rycard ở đây lại nghiên cứu về Magma Sorcery, thì đây là một cái phép thuật mà cũng có thể gây lên tổn thương lên cây Earth Tree. Và điều này thì nó phải nói là trực tiếp đe dọa đến Golden Order, đến Great Will và đến cái Earth Tree này. Và tiếp theo đó là Rycard dần dần gây dựng nên một lực lượng hùng mạnh, nó nằm một lực lượng quân sự hùng mạnh ở phía tây Atlas Plateau, phía tây cao nguyên ấy, và dần dần đã trở thành một mối đe dọa trực tiếp cho đế đô ở Lendel. Thì sau khi mà The Shattering diễn ra này, thì Rycard đã ngang nhiên tuyên bố chống đối lại Earth Tree và Golden Order, chống đối lại tất cả triều đại của các vị thần. Rycard đã cho tập hợp xây dựng lực lượng núi kia ở tại núi Gelmir để sẵn sàng cho trận đại chiến lớn nhất trong thời điểm đó. Như trong tập trước mình đã nói rồi, trận chiến giữa Lendel và Volcano Manor tại núi Gelmir là trận chiến lớn nhất trong lịch sử của trận đại chiến The Shattering War. Thì ở đây, ở trong chiến trận thì thời gian chiến trận đã xảy ra rất là dài. Thì hai bên là rằng thế trận thì rằng co và bất phân thắng bại. Đó, thì Rycard tổn thất, lực lượng của Rycard cũng tổn thất rất nặng nề nhá. Và ở trong cái núi lửa Gelmir này, nằm sâu bên trong núi lửa Gelmir này, thì nó chứa một con đại mãng xà khổng lồ, nó có tên là Aclay. Mình không biết có đọc tên đúng không, Aclay hay là Aclay gì đó. Đính chính lại nếu mà mình đọc sai nhá. Thì hiện tại mình có đọc là Aclay. Nó là một sinh vật cổ xưa, nó từng ngự trị ở nơi đây suốt từ thời cổ đại nhá. Thì nó từng được các sinh vật bản địa tôn thờ như một vị thần bảo hộ. Và Rycard đã cho xây dựng lên cái đền thờ thần rắn này, và cùng lúc là sẽ phục sinh giáo phái thờ rắn. Cùng theo đó thì Rycard đã liên thủ cùng với bọn Ghostkin, tức là các tông đồ của Dust Eye Queen. Dust Eye Queen là một nữ hoàng người nắm giữ Rune of Death trước cả Maliket nha. Sau khi bị Maliket đánh bại thì Dust Eye Queen đã bị mất cái Rune of Death, rơi vào tay của Maliket nha anh em. Tức là Rune of Death nó đã tồn tại trước cả thời Golden Order ngự trị ở trên thế giới này rồi đó. Thì về lore của Dust Eye Queen và Rune of Death, cái lịch sử hình thành của nó thì để mình tìm hiểu thêm trong thời gian sắp tới nha anh em. Hiện tại mình có một chút thông tin nhưng mà mình chưa muốn kể cho anh em, nó sợ là nó nhiều yếu tố nó rời rạc. Quay trở lại vấn đề này, thì Rycard liên minh với các tông đồ giáo phái Ghostkin, thì đám Ghostkin đã ra sức bắt bớ những con người từ khắp nơi về đây để phục vụ cho các thí nghiệm vô nhân đạo, đặc biệt là cái chủng người nhân tạo Albinerich đã bị bắt về đây đỉnh để Rycard nghiên cứu cấu tạo sinh học của họ, rồi kết hợp với những đứa trẻ sinh ra từ những người phụ nữ có những khoái cảm dâm dục rất mãnh liệt. Để làm gì ạ? Để mục đích là sản sinh ra một đội quân tinh nhuệ, một đội quân nhân tạo kết hợp giữa gọi là cấu trúc sinh học của người Albinerich và bào thai của cái đám Ghostkin, tức là bào thai của bọn rắn ấy. Đấy, và tạo ra một đội quân tinh nhuệ đủ sức đối đầu với các vị thần. Hay ở đây mình muốn nói là các Man Serpent và Raya như chúng ta lúc ấy vừa gặp ấy.
là một trong những thành phẩm thành quả của cái thí nghiệm vô nhân đạo đó. Thì Manspan đó là người nửa rắn anh em. Và song song với đó thì quý bà Thanit này, Lady Thanit trước mặt chúng ta đây, thì ra sức và giải đi các truyền đơn và các thư mời gọi các anh hùng trên khắp lục địa để tham gia vào Volcano Manor để làm gì. Đấy, như các bạn đã thấy đó, vừa xong là bà ta thu thập chúng ta vào Volcano Manor để đi tiêu diệt tất cả những kỳ phùng địch thủ, những cái gai ở trong mắt Volcano Manor, vừa để hấp thụ, vừa để thu thập hấp thụ thêm sức mạnh của nó, vừa để chứng minh sức mạnh của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta là một kẻ đủ mạnh, làm được tất cả các nhiệm vụ đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội diện kiến Rykard. Và tại sao lại có cơ hội diện kiến vào gặp chúa tể của sự báng bổ Rykard thì sau đây mình sẽ nói nhé. Ok, thì quay trở lại trận đại chiến ấy, sau một thời gian dài lưỡng bại câu thương cùng với lên đeo ở núi Kelmir, Rykard với cái mong muốn mãnh liệt tăng cường sức mạnh cho bản thân để có thể sớm hoàn thành ước vọng để lật đổ triều đại các vị thần, mà đã tự nhốt mình trong điện thờ và hiến thân mình cho con mãng xà Eklay để nuốt chửng. Eklay là một con đại mãng xà bất tử, và nó là có một cái khả năng là cắn nuốt, hấp thụ sức mạnh của mọi sinh vật anh em ạ. Và sau khi mà Rykard để cho con đại mãng xà Eklay nó nuốt chửng thì ông ta đã thành công hợp nhất cùng với con đại mãng xà, trở thành một thực thể vô cùng hùng mạnh, và ông ta chính thức hòa làm một. Từ đó thì cái tên là chúa tể của sự báng bổ Lost of Blasphemia là Rykard đã được ra đời, và mong muốn duy nhất của ông ta lúc này là nuốt chửng và hấp thụ của tất cả các vị thần. Chính vì cái sự kiện này nó đã dấy lên những cái luồng công kích từ cả lục địa dồn về phía núi lửa Volcano Manor nha anh em. Đó. Và thì đối với cái sau khi hợp thể thì thứ duy nhất mà con mãng xà cổ đại Eklay nó mong muốn đó chỉ là sự hiến tế, sự nuốt chửng và hấp thụ. Cơn đói của nó là vô tận. Sau khi hấp thụ và hòa làm một với Rykard thì con cự mãng ấy, tức là con đại mãng xà ấy, vẫn muốn ngày càng là cắn nuốt chửng nhiều hơn đấy. Và cái sự hiến tế vô độ, sự gọi là cắn nuốt hấp thụ sức mạnh vô độ đến mức độ mà nó cắn nuốt cả những quân lính đồng minh, sĩ quan đồng minh trong quân đội của chính mình, các thuộc hạ của Volcano Manor, tức là thuộc hạ dưới trướng của Rykard cũ xưa đó ấy, cảm thấy là cái tham vọng cuồng vọng của ông ta đã đi quá trớn, và họ đã cùng nhau liên thủ lại để chống lại ông ta. Thì các thuộc hạ họ đã tạo ra một thanh là Serpent Hunter, thanh vũ khí là đặc trị để chuyên để đối đầu với Rykard đấy. Nhưng mà thì có vẻ như họ đã chưa được sử dụng, thì sau này khi vào đánh boss fight Rykard chúng ta sẽ nhặt được một thanh Serpent Hunter và ta có thể sử dụng thanh đó để tiêu diệt boss nha anh em. Ok, thì sau khi hoàn thành quest line của Thanit như lúc nãy này, thì bà ta sẽ cho chúng ta cơ hội diện kiến Rykard. Nhưng mà thực chất anh em ạ, thực chất đây chỉ là một cái âm mưu thôi. Sau khi mượn tay của chúng ta là tiêu diệt tất cả kẻ thù và hấp thụ năng lượng, hấp thụ sức mạnh của kẻ thù về phía chúng ta, thì chúng ta đã đủ tư cách để vào diện kiến để chúa tể sự báng bổ. Tuy nhiên đây chỉ là một cái bẫy, bà ta đưa chúng ta vào đấy, và cuối cùng chúng ta sẽ trở thành mồi của Rykard đó. Thì Rykard tiếp tục hấp thụ sức mạnh để lại có thêm sức mạnh nữa nha. Đấy, thì đây chỉ là một cái âm mưu thôi, là chúng ta chỉ là một con mồi để hiến tế thôi. Còn quay trở lại vấn đề của Raya tức là con nuôi của Thanit này, con nuôi nhá. Thì mẹ ruột của Raya tên là gì nhỉ? Dadika, mình cũng không có nhiều thông tin về mẹ ruột. Tuy nhiên thì có vẻ như hai người này giữa Thanit và Raya, dù chỉ là mẹ con nuôi nhưng lại có nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng mà họ lại không bộc lộ qua bằng hành động. Đấy, thì Raya là sau thành quả sự nghiên cứu lai tạo giữa người nhân tạo Albenric, cấu trúc sinh học và cái đám bào thai rắn của bọn Kuskin thì đã được ra đời. Đấy, thì ok. Đấy, chỉ là một số vấn đề thông tin lo tổng quan nhất, có thể để cho các bạn có nhiều cái thông tin về cốt truyện hơn về khu vực Volcano Manor và các nhân vật cũng như boss liên quan nha. Bây giờ các bạn hãy quay trở về đây gặp Patchit, chúng ta sẽ nhận quest line của Patchit. Đây. Đấy, nói chung là nhận quest line của Patchit ở đây. Quest line của Patchit, các bạn nhớ nhá, các bạn đừng đánh boss ở khu vực này, các bạn hãy hoàn thành quest line của tất cả các NPC khu vực này trước khi các bạn vào đánh boss, để không bị miss quest line nha anh em. Đánh boss xong anh em sẽ miss rất nhiều quest line. Rồi các bạn tới khu vực này, các bạn còn nhớ tập trước chúng ta đánh con Magma Worm đây không? Hãy travel tới đây nha. Ta sẽ invade lấy một cái bộ giáp xịn nhất game, ngon nhất game, dành cho anh em vào chơi heavy, chơi giáp nặng, chơi strength. Anh em phải đánh xong con boss ở đây nhá, thì nó mới có dấu invade đây. Thằng này đã có dùng cây giống mình anh em. Thấy chưa?
Rồi, nhưng mà Lion Claw đã gọi là cái nữa. Rồi. Úi. Cẩn thận, dính chiêu này là dễ hẹo lắm á. Tiếp tục Lion Claw vào mồm đó. Thấy lợi hại của Lion Claw cho anh em. Lunak và Fukling Fing và Remedy. Ta sẽ lấy được bộ giáp là Bogot, một bộ giáp trọng giáp. Đây, mình sẽ nhặt luôn đây. Đấy. Mình theo mình đánh giá và đặc biệt đến thời điểm hiện tại đây là bộ trọng giáp ngon nhất game anh em ạ. Anh em đeo vào cho mình. Mình đeo mà mình sợ bị overload luôn đấy. Mình bị overload rồi, overload rồi. Nếu mà anh em nhìn poi nhân vật của mình xem đây. Poi bây giờ lên đến 110 à 100. Và các chỉ số kháng phòng thủ của mình kìa. Đây mình chưa buff hết các kiểu nhá. Kháng phòng thủ của thứ kìa. 28, 29, 125%. Rất ngon nhá. Kháng phòng thủ vật lý. Anh em buff thêm các loại cắn tôm xong rồi đeo talisman nữa thì trên cả tuyệt vời luôn. Dành cho ông nào build tăng tanky mà chơi kiểu chơi kiểu khiên. Strength, thuần strength chơi khiên. Mình thì strength này là vẫn có liên quan một vài những cái buff để cho thoải mái. Đây. Đây thì bộ của Hoslow đây nha. Hoslow mặc luôn nha. Còn bộ Hoslow, bộ Hoslow nhìn là bộ mặc rất đẹp anh em ạ. Hoslow ở đây thì mình phải đeo cái này. Nó bị heavy load rồi. Ta phải đeo một cái khác để cho nó bị heavy load. Đây, mad load. Cái dao Hoslow nhìn rất đẹp. Vẫn phải gắn một cái này nếu mà anh em muốn tăng sát thương khi mà chơi Blitz. À, tự gây Blitz cho mình. Rồi về trả con like cho Patchit nha. Đây, về gặp Patchit. Sau đó các bạn chọn the request is done. Đấy. Rồi thì hãy sau đó là anh em hỏi về Patchit xong rồi về ngồi lại Lost Ray cho mình. Sau đó hãy quay trở lại gặp nó nhá, đòi nó phần thưởng. Phải đòi nó phần thưởng nha. Nó bảo mình hãy ra gặp công nương Tanis để lấy quà, lấy phần thưởng ấy. Nhưng mà thực ra đây chỉ là cái quest line của chính nó mà thôi chứ không phải của Vokonomon. Nó đang lợi dụng chúng ta. Đây, phần thưởng thì sao? Thằng này rất là gian manh anh em đấy, lấy được cái Magma Whip Candlestick rồi. Đây là một cái roi mà chơi anh em chơi phết thì dùng cái roi này ngon nha. Nhưng mà nó chỉ gọi là dùng làm roi phụ thôi anh em ạ. Tức là chơi phết mà chơi Power Stand là dùng này làm roi phụ thôi. Cái này chơi sát thương hệ lửa anh em ạ. Rồi. Thì sau khi xong qua like cả bài cheat thì anh em chúng ta là các bạn đã travel tới đâu nhỉ, nó nằm đâu nhỉ, đây Prison Town trước. Ta sẽ đi tới khu vực tiếp theo để làm quest line của Raya. Ok, thì Vokonomano thì trong tập đi nhặt đồ thì mình đã đi khá nhiều khu vực đây rồi, thì còn lại mình sẽ tập trung và đi vào những cái nơi chính thôi nha anh em. Ở đây thì có hai bên đây, từ xử con Man Serpent. Đây bọn Man Serpent này nhá, bọn Man Serpent rồi ở bên bên Dark Soul, ở bên Elden Ring nhìn có vẻ khá là hiền và nhìn nó rất là cute phu mấy que, không như bọn Serpent ở bên Dark Soul. Bên Dark Soul nhìn khá đáng sợ đấy, người rắn mà cẩn thận đằng sau có chó nhưng mà giết được mày đâu em. Hãy lợi dụng có khiên này. Đây bọn con Iron Brazil rồi. Nó cắn vào khiên nó sẽ bật ra đấy. Chưa chết đâu. Ở đây anh em hãy nhảy xuống đây và lấy những thứ cần thiết nhá. Ở đây mình chỉ cần những item game anh em có thể tự lấy được. Đến tầm này thì là end game rồi. Nội dung này anh em có thể tự lấy được. Nhớ check kỹ tất cả khu vực nha. Focus con này mà. Thì mục đích chúng ta xuống dưới này chỉ lấy một cây, một cái gọi là Earth Tree Seal đây anh em ạ. Ở dưới này, tít phía dưới này nha. Đây, nhưng mà từ dưới này có con Omen Killer gì đấy đấy. Đây, thị trấn này là bắt bớ các cái sinh vật từ khắp nơi về để nghiên cứu ra chỗ này nơi giam cầm. Lý do tại sao chúng ta phải đi từ ngẩn vào đây là bởi vì Vokonomon đang che giấu. Dưới này có một con ấy, nó có thể... con bọ hung, à đúng rồi, con bọ hung mà khi ấy xong thì nó sẽ được một cái Somber Smithing Stone anh em. Mặc kệ con này nha.
Con này anh em dưới này drop down đây. Lấy cục Summer. Summer 5 này. Xuống đây nha. Từ từ đã, dụ từng con ra một nữa, cẩn thận con Omen Killer bên kia. Ôi hỏng 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 hỏng. Hỏng hỏng, con này phải chạy nhanh, chạy nhanh. Qua chỗ này, lấy cái Earth Tree chỗ này. Cái này, đấy, cái siêu này là cái siêu có chỉ số skill cao nhất trong dòng dòng gì nhỉ, gọi là vũ máu đĩa. Vũ nãy giờ không vũ luôn. Ờ, à, dòng phong ấn ấy, tất cả các phong ấn ấy, cái này có chỉ số skill cao nhất anh em. Xong đây rồi nha, các bạn chạy ra đây, ra cổng, ra thẳng cổng ấy luôn. Trên mái nhà anh em tự nhặt nốt nhá, trên nhà chỉ những cái đồ kiểu lẻ tẻ stop thôi. Stop trên mái nhà thôi, đây. Trên kia con chó và có đồ như đấy đây. Đi ngược đường này sẽ quay trở về khu vực ban đầu chúng ta vừa ra. Arrow, những cái đọc nhầm. Để mình sửa con Omen Killer đấy. Một mũi không hơn không kém. Được cây Omen Killer Clever kìa, con dao đủ tẻ mà. Đây, mở này ra, trong này có một con này đấy. Con Iron Maiden đấy anh em. Chưa. Nói chung đoạn này thì kệ nó thôi. Không động vào nó. Tiêu ta tới đây để nhặt cái tầm đây thôi mà. Đó, được cái Crimson Amber Medallion. Cái này tăng máu nhá, tăng máu tối đa nhá. Cộng 1. Sau này chúng ta sẽ lấy được thêm một cái tăng máu tối đa cộng 2. Nhưng mà phải sau khi đế đô bị lụi tàn cơ. Rồi, ở đây có hai đường phải không? Em để ý đây, hai đường này. Thịt con Man Serpent này. Đó, ở dưới chỗ này có đường nhá, Man Serpent siêu rồi, nhặt siêu của nó này. Thì nó chỉ drop ra từ trên này xuống thôi. Và trong đây là khu vực giam giữ những người phòng thẩm vấn và tra tấn Albin Eric. Cửa này thì chỉ mở được sau khi mà sang đây. Ở bọn Man Serpent này nó có một cặp song đao, là cặp song đao Blade dạng lửa ấy. Nó giống như cây cây gì nhỉ, Blade of Chaos của Kratos ở trong God of War anh em ạ. Đây đoạn này thì các bạn lôi cung tên ra nhá, sử hết bọn này, nó tránh nó gầm lên là cả lũ bọn quái linh tinh ra nó đuổi chúng ta đấy, rất là mệt. Này em có thể gắn Great Bow được rồi. Đây mình gắn cái Golem Great Bow. Gắn Great Bow để anh em lắp cung to lên cho mình. Đây. Đây nỏ, đây nỏ. Đây cung to đây. Đấy. Lắp cái gì thì lắp nha. Đây mình lắp cái này, physical đây. Cung này vẫn chưa thực sự ấy đâu anh em. Cung còn loại cung khác mà nó chống càng cho nó bắn rất là khỏe luôn anh em. Sau này chúng ta sẽ lấy một cái Aspu là bắn mưa tên, gây sát thương rất lớn luôn. Và trong combat là anh em lùi ra xa xong rồi nhân vật sẽ thực hiện một động tác là dương cung lên sỏi bắn, rất ngầu. Ở đây có bọn cái đám người được biến nó lao vào nó ôm hôn thắm thiết chúng ta đấy. Hú lên là báo động cả lũ luôn đấy anh em. Đây này, mấy con này này. Con này nó ôm hút máu rất kinh luôn. Còn bọn này dương siêu ra cũng không được nha, bởi vì nó chưa đòn grab attack anh em. Này nó giả chết này.
Đây. Chịu có dao mắt thách vào nhá, chơi spam chịu có dao mắt thách vào, nhiều khi các bạn chỉ cần đánh một đòn để né đấy. Các bạn vào đây mở Lost Quay. Mở Lost Quay. Đây là mình đi lại để cho anh em nào mà chưa vào Pokemon Manor đâu nhá, bởi vì thực chất là chúng ta có thể đến thẳng phòng boss luôn bởi trong cái tập nâng cấp sức mạnh ấy. Thật là mình đã đi rồi anh em ạ, đã đi thẳng rồi. Đi thẳng mở cái khu phòng boss rồi. Ở đây có con men span thì kệ nó anh em. Đây các bạn ra đây, tôi nhảy thẳng xuống dưới khu vực thị trấn thế này. Thế này có, trên mấy mái nhà này có đá somber đây anh em ạ. Đây, đi vòng ra thì nhặt được thêm đá somber. Ở đây cũng có một con móc ma worm. Các bạn đi vòng đây, nhảy đây. Đấy, xung quanh này sẽ dẫn lối chúng ta đi khắp nơi xung quanh Pokemon Manor luôn. Những cái mái nhà trên này này là mái nhà mà trên chỗ con Master Band. Đây chỗ này là chúng ta vừa lướt xuôi trên kia kìa. Để đi ra đấy. Thì anh em đi khắp mái nhà này thì em sẽ mở được đường nhảy xuống đây nhá. Đây chỗ kia kìa. Thì bây giờ đến tầm này thì mình nghĩ là những cái video của mình nó sẽ giảm bớt mấy cái thời lượng của nhặt item các thứ đi. Những cái item nào mà mình tiện đường qua để nhặt thôi nhá. Mình sẽ giảm bớt mấy cái item cả đi khắp nơi nhặt rác thì mặc dù đây là một cái legacy đang dần mà mình cũng muốn là nhặt đầy đủ cho anh em nhưng mà vì thời lượng nó cũng không cho phép ấy. Thì trong tập này chúng ta sẽ chủ yếu là ui. Chỗ này thì các bạn có Blood House Step thì giải quyết rất nhanh này. Không thì chúng ta phải lộn. Đây. Bên này con móc ma vuông anh ạ, chạy sang bên này sẽ có móc ma vuông. Yên trên này, yên trên thì sẽ có một con men serpent và lên thẳng khu vực đến phòng boss. Đó. Chỗ này chỗ này mà nhảy thẳng xuống từ trên kia xuống là lúc mà bị bắt từ Raya Lucaria đó. Còn lại anh em backstep nhé, nếu không có thì dùng backstep như này đấy, nếu không có cái blood house step backstep. Rồi ra đây các bạn summon mini tier cho mình. Ở đây có một con móc màu worm. Búp lên nha. Đây là nó ở đây này. Đó. Do mắt tách nhạc đây, đây con này không phải là ấy đâu, con này chỉ là một con gọi là mini boss thôi. Đùa trong này chứ đứng trong đấy là mình bất lợi đấy. Nhắm mình rồi. Mình mở an toàn này. Dậm. Cứ từng hit từng hit một rồi, chơi strong là thế nhá. Bổ từng hit rồi, chậm nhưng mà cái chất lượng. Em có thể búp lên thẳng vũ khí nè. Ui. Đây, búp băng lên đi. Đó thì vũ khí mình có băng. Ui. Người xa đã khó nhìn quá, camera đoạn này. Ui, đi chết rồi kìa. Nếu mà cầm Real Blood đoạn này là xong lâu rồi nhá.
Rồi, được Dragon Heart. Ok. Sang kia lấy nốt đồ nha. Này backstep rồi. Vì hết máu này, sau khi lấy đồ thì mình sẽ travel lại về cái Lost Ruin gần nhất rồi chạy lại khu vực gần này nha. Rồi. Travel ở Lost Ruin gần đây là guest hall, phòng khách. Rồi về Lost Ruin thì phải chạy thẳng lên khu vực phòng boss nhanh nha. Đấy thì khu vực còn lại thì mình nghĩ là nếu mà cần thiết thì tập sau các bạn cần thiết mình đi nốt ấy thì tập sau mình sẽ đi nốt cho anh em. Tập này hiện tại nội dung khá dài rồi. Mình bắt đầu dự tính là Volcano Manor chỉ có 2 tập thôi, nhưng mà do là kiểu quyết live và lo, thời gian kể lo nó khá dài, mất thời gian anh em. Cái vũ khí này nó đi cùng với cái khiên nặng nó hợp lý hơn. Tầm này lên level tiếp theo mà anh em chơi Strang hãy lên tiếp Endurance nha anh em. Endurance đang thiếu đấy. Bọn cho mà tách bổ này cả. Ôi web nạn. Đó, choáng luôn. Rồi, thì sau khi tới ra đây để mở cái cổng này này. Đây, mở cầu này thì sẽ dẫn lối tắt về cái Lost Ruin ngay gần kia nhá. Anh em nhớ chỗ này chứ, trong tập nhặt đồ ấy. Nhảy trên kia nhớ lấy món item đấy. Bây giờ các bạn hãy vào đây, chúng ta sẽ vào phòng boss. Và trước khi vào phòng boss thì anh em book cái viết các kiểu cho mình. Rồi. Rồi, bốn mana. Gọi Mimic. Kìa, bú máu mà. Con này dùng phép Black Flame, phép này được cho rằng là có thể giết được các vị thần đấy nhau. Thất thương từ phép này. Cho lo thôi. Rồi, bù mấy cái nó choáng lên kìa. Cẩn thận, nó sắp xong phía 2 anh em ạ. Nó xong phía 2 rồi. Cho nó lăn này anh em, lợi dụng cái này này, cho lăn. Đứng sau mấy cây này. Quay phần nạt để phá poi nó. Choáng đấy. Đơn giản đúng không? Rồi. Ghostkin Stitch. Đó, lấy được cái Serpent Amulet đúng không? Anh em mở Lost Ruin cho mình. Và cái cầu thang sẽ mở xuống, mở dẫn lối đây. Đây, ngồi đây. Bắt chết nhầm, mình lại pass time. Ở đây có một cái tường, một cái đường đi tắt anh em ạ. Đây. Thì nội dung tiếp theo nó sẽ khá dài nên mình nghĩ mình sẽ dừng tập này ở đây anh em ạ. Trong tập sau chúng ta sẽ hoàn thành nốt toàn bộ những quest line còn lại của Raya và Volcano Manor, của Tanit và Pachit. Những quest line có liên quan đến Volcano Manor và ta sẽ tiến tới làm quest line của Sunland cũng như là lên núi tuyết nha anh em. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong tập sau.